Sáng nay, Công an Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh và đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mục tiêu của việc xây dựng luật này là tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có gồm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách thành một tổ chức với chức năng nhiệm vụ tập trung làm nòng cốt trong hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu quán triệt một số nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Nghị định 04 của Chính phủ, Thông tư số 14 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và kế hoạch số 232 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Công an tỉnh. Để luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành bám sát tiến độ thực hiện các nội dung của luật, tổng hợp các kiến nghị về những khó khăn vướng mắc của các địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ kịp thời, sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngay khi được thành lập đi vào hoạt động. Đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nắm rõ mục đích, tầm quan trọng của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.